chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Trên tay mình đây là chiếc túi sách, là chiếc túi thời trang 2.0. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cắt dán sản phẩm này bằng giấy thủ công màu. Để làm được sản phẩm này, chúng ta cần chuẩn bị thứ nhất là giấy thủ công, một chiếc bút chì, bút dạ màu đen, kéo cắt và hồ dán. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào.